Hello, xin chào các bạn nhá. Xin chào các bạn. Đây các bạn ạ, hôm nay là thuê được một đám trẻ trâu này. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ làm một trò chơi các bạn ạ. Đó là trò chơi đang hot đúng không? Là trò chơi con mực. Trò chơi gì? Con mực. Đấy, hôm nay tôi sẽ tổ chức trò chơi con mực cho mấy bọn nhỏ này các bạn ạ. Vì hôm nay anh em nó được nghỉ học năm nào này. Tôi sẽ tổ chức trò chơi con mực. Trò chơi là trò chơi gì? Trò chơi con mực. Con mực nhưng mà trò chơi ném bóng nước nha. Vâng. Đâu, bê chậu bóng nước lên. Đây. Đây các bạn. Đây các bạn, anh em mình đã chuẩn bị bóng nước rồi nhá. Ai mà sai động tác và không giữ nguyên được động tác và sẽ bị trừng phạt ném bóng nước mà sẽ bị đuổi khỏi cuộc chơi này nhá. Anh em đồng ý chưa? Hiểu thế này chưa? Thế luôn. Một giải thưởng sẽ là 500k nhá. Đây các bạn. Thôi bây giờ anh em mình sẽ chuyển thôi các bạn. Bây giờ mọi người hãy vào vị trí đi. Tôi sẽ quay máy quay về đằng trước để cho anh em chuẩn bị nhá. Không chết đi đâu. Đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lấy điểm đích là cuối cùng là đi từ dưới này lên mọi người. Đấy anh em đã hiểu chưa? Ok. Và trên kia đây tôi quay cho các bạn xem nhá. Trên kia nó là, sẽ là điểm cuối cùng từ cũng là có cái chậu nước kìa. Đấy các bạn, thấy chưa? Đấy nếu mà anh nào mà đi mà nghĩa là sai động tác mà ấy sẽ bị trừng phạt bằng bóng nước. Anh em có nhất trí không? Ok. Đấy, đây các thành viên này rất là đông, hôm nay thuê được bọn trẻ trâu. Bây giờ tôi sẽ đứng chỗ nào cho nó hợp lý nhá. Bắt đầu này, chuẩn bị chưa? Anh em chuẩn bị chưa? Ok. Phúc phải nói to đi nhá. Ok. Kìa khoan đã, để tôi giới thiệu hai ông này đi đang. Đây còn hai ông này nữa các bạn ạ. Hai ông này là nhiệm vụ là một ông là nói cái gì nào? Ông Phúc nói cái gì? Em nói Ecoma. Ecoma. Cô Huynh này nhiệm vụ là gì? Và mình sẽ ném bóng nha. Ừ đấy, Huynh sẽ ném bóng nha, ai mà sẽ sai và ai, thua. Ai sai động tác nào? Ông phải nhìn nha, ông phải để ý sai động tác. Ok. Nga phải ném bóng mà sẽ bị loại luôn. Cứ để đằng trước ấy, để đằng trước để quay về đằng trước ấy. Đấy. Tôi phải cầm một quả nó lại chạy. Không loại. Loại luôn khỏi cuộc chơi. Huynh đứng lại đây đi, Huynh bê giường lại đây đi. Có, lần sau lại chơi cái khác là tính từ đầu. Ông hiểu chưa? Đi dép vào. Được chưa? Phúc đã chuẩn bị chưa? Phúc không cần lấy bóng làm gì. Anh em đi ấy nhá. Phúc trong chưa? Chuẩn bị đi. Thằng nào sai? Nói cứ chậm thôi nhá các anh. Huynh nhìn chuẩn là Huynh đứng sang bên kia ra từ từ. Nhìn chuẩn là thằng nào sai cho nó chuẩn, không có nó lại bảo chơi. Thằng nào sai? Hình như thằng áo đỏ ấy. Thằng áo đỏ. Chưa được. Đứng gần lại, đứng gần lại. Sao Huynh thì ném chuẩn quá. Từ từ thôi, đi từ từ thôi. Giữ nghiêm động tác. Chết rồi. Huynh đứng gần lại, đứng gần lại. Huynh ơi, lúc chú ấy từ từ đang để chúng gần lại rồi mấy con ném, đi chưa? Cô ba, cô này, ném em toang nha. Rồi rồi. Bóng bay cho bóng đâu, bóng đâu. Đây, để cho chơi con một nữa. Vẽ bà đây. Chủ chương trình nha. Từ từ thôi. À, chết được kìa. Anh Xuân. Không sao, không sao. Sao này phát chết à? Anh Xuân. Chưa được. Từ từ đó.
Đấy còn hai dân chơi này. Chuẩn bị tư thế. Chưa chưa được. 1 2 3 4 chị đã sập mà. Chết một thằng nào. Chưa có thằng nào nha, chưa nhìn nó chơi. Nhìn nó chơi. Từ từ thôi, từ từ cứ bình tĩnh. Gần về đến đích rồi. Hai anh này rất là gay gắt. Con ơi, đi tiếp cho nó đi. Đứng nghe này chứ. Ôi, không đi à? Đi đi chứ. Chỗ luôn. Phạt. Nhắm rồi. Cái quả đấy. Nhắm rồi, nhắm rồi. Vinh rồi. Vinh phải về đích chứ. Phải về đích à. Về đích cái được chứ. Không, chưa, 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 chưa. Di chuyển đi. Đấy, vinh kinh lắm, khổ lắm. Nhiều cái thằng này, tất cả nó đang nhầm hết thằng Vinh. Anh em, đạn đâu rồi? Đạn chuẩn bị đến nòng nhá, còn ít thằng. Khi đấy nó cho nổ súng hết. Nào, ông lùn đi nào. Bây giờ trò chơi này có ai thắng không? Không. Bây giờ là trò chơi trốn tìm nha. Và trò chơi con mực trốn tìm. Bây giờ trò chơi phần thứ nhất của anh em là đã được ok rồi các bạn nhá. Đó là trò chơi ném bóng nước. Mà ai di chuyển sai sẽ bị phạt ném bóng nước, là không người nào là giành chiến thắng, đúng không? Đấy. Bây giờ anh em mình sẽ chuyển sang trò chơi con mực phần 2 các bạn ạ. Đó là trò chơi con mực hết bóng nước. Hết bóng nước nha. Đi bơm thì không ai thắng à? Không. Không. Vậy là 500 nó vẫn ở túi đúng không? Vâng. Mọi người sẽ cố kiếm 500. Đấy, các ông tưởng ăn 500.000 là dễ à? 500 mình sẽ đi mua mà. Đấy, bây giờ cái video này là anh em mình tạm dừng đây, bây giờ sẽ chuyển sang trò chơi khác. Ok các bạn nha, xin chào các bạn ơi. Xin chào các bạn.